Nay giáo hội mừng lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu Trinh Nữ. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe trích sách tự thuật của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Giữa lòng hội thánh, tôi sẽ là tình yêu. Khi nguyện ngắm những khát vọng của em làm cho em bị đau khổ dày vò, em mở các thư của Thánh Phaolô để tìm kiếm một câu trả lời. Tình cờ, mắt em bắt gặp chương 12 và 13, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Khi đọc chương trước, em thấy rằng không phải ai cũng có thể làm tông đồ, ngôn sứ hay thầy dạy. Em cũng thấy rằng hội thánh gồm nhiều phần tử khác nhau và mắt không thể vừa là mắt vừa là tay được. Câu trả lời trên thật rõ ràng nhưng không làm em thỏa mãn và đem lại cho em sự bình an. Không sờn lòng, em tiếp tục đọc và câu sau đây làm em nhẹ nhõm. Anh em hãy tha thiết kiếm tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây, tôi xin chỉ cho anh em con đường trội vượt hơn cả. Và Thánh Phaolô tông đồ giải thích rằng mọi ơn hoàn hảo nhất chẳng là gì cả nếu không có tình yêu. Và đức ái là con đường tuyệt hảo, chắc chắn dẫn tới Thiên Chúa. Và cuối cùng, em đã được bình an thư thái. Khi suy nghĩ về thân thể mầu nhiệm của hội thánh, em chẳng thấy mình thuộc loại chi thể nào trong các loại mà Thánh Phaolô mô tả. Hay đúng ra, em muốn thấy mình có mặt trong mọi loại chi thể đó. Đức ái đã cho em chìa khóa để tìm ra ơn gọi của em. Em hiểu rằng nếu hội thánh có một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau thì hẳn hội thánh không thể thiếu chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất. Em hiểu rằng hội thánh có một trái tim và trái tim đó bừng cháy tình yêu. Em hiểu rằng
chỉ có tình yêu mới làm cho các phần tử của Hội Thánh hoạt động. Và nếu tình yêu tắt ngúm, thì các tông đồ sẽ chẳng loan báo tin mừng nữa. Các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình ra. Em hiểu rằng tình yêu bao trùm mọi ơn gọi, và tình yêu là tất cả. Nó bao trùm mọi nơi và mọi thời. Tắt một lời, tình yêu tồn tại mãi. Bấy giờ, vào lúc tình yêu dạt dào ngây ngất, em đã reo lên: "Ôi Giê-xu, tình yêu của con, ơn gọi của con, cuối cùng con đã tìm thấy. Ơn gọi của con chính là tình yêu." Vâng, con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong Hội Thánh. Và chỗ đứng này, ôi Thiên Chúa của con, chính Chúa đã ban cho con. Trong lòng Hội Thánh, hiền mẫu của con sẽ là tình yêu. Như thế, con sẽ là tất cả. Và như thế, ước mơ của con sẽ được thực hiện. Linh Mục Nguyên Lễ xin gửi lời chúc mừng bổn mạng đến quý sơ, quý bà, quý mẹ, quý chị em, tất cả những ai đã nhận Thánh Teresa làm bổn mạng của mình. Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh nữ Teresa ban muôn ơn lành cho quý vị. Và cầu chúc quý vị có một đời sống đơn sơ thánh thiện như Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu.